Chào mừng các con đến với kênh 123 học tốt. Hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 4 chúng ta sẽ học bài tập đọc Hoa học trò tuần 23, sách giáo khoa trang 43 và 44. Bài Hoa học trò là một bài văn tả vẻ đẹp của hoa phượng vĩ, một loài cây thường được trồng trên các sân trường. Nó gắn bó với kỷ niệm của rất nhiều học sinh về mái trường. Nhà thơ Xuân Diệu gọi đó là hoa học trò. Ngày hôm nay các em hãy đọc bài văn và tìm hiểu để thấy được vẻ đẹp đặc biệt của loài hoa đó. Trong bài ngày hôm nay thì các con chúng ta sẽ thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là các con sẽ luyện đọc. Đọc trôi chảy bằng bài văn, đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, suy tư phù hợp với nội dung của bài. Nhiệm vụ thứ hai là các con sẽ tìm hiểu bài văn, các con hiểu ý nghĩa của hoa phượng, hoa học trò đối với học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thông qua việc trả lời các câu hỏi cuối bài. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là nhiệm vụ luyện đọc. Với mỗi một bài tập đọc thì để các con có thể đọc bài trôi chảy, đọc diễn cảm và đọc hay thì các con cần phải luyện đọc bài nhiều lần. Chúng ta không thể đọc một lần mà có thể là đọc trôi chảy và đọc hay một văn bản được. Chính vì vậy mà các con chúng ta cố gắng chúng ta đọc lần thứ nhất chưa đúng, chưa trôi chảy, chưa hay thì các con đọc lần thứ hai, đọc lần thứ ba. Và sau nhiều lần chúng ta luyện đọc thì chắc chắn là chúng ta sẽ đọc bài nó trôi chảy hơn và diễn cảm hơn. Đặc biệt là mỗi một lần đọc các con nên cảm thụ cái nội dung của bài để các con biết được cái nội dung đó và sử dụng cái giọng đọc sao cho nó phù hợp với nội dung của bài. Sau đây thì cô giáo sẽ đọc mẫu bài Hoa học trò. Mời các con lắng nghe. Hoa học trò, phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi. Người ta quên đó hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đầu khít nhau. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh, vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân phượng ra lá, lá xanh mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao, cậu chăm lo học hành rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm bỗng đâu trên những cành cây báo một tin thắm, mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên. Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy? Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần, rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi. Màu phượng mạnh mẽ kêu vang, hè đến rồi. Khắp thành phố bỗng rực lên như đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Tác giả Xuân Diệu. Các con vừa nghe cô đọc mẫu bài Hoa học trò. Vậy thì các con chúng ta cố gắng luyện đọc để làm sao các con đọc trôi chảy bài, đọc không bị sai các từ ngữ có trong bài. Và đặc biệt là các con ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu. Bên cạnh đó thì các con sẽ đọc nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả cái vẻ đẹp của hoa phượng. Các con đọc bài được như thế có nghĩa là các con đã hoàn thành cái nhiệm vụ luyện đọc thứ nhất của mình rồi. Chúc cho các con chúng ta sẽ chăm chỉ luyện đọc và đọc bài thật là hay. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài thông qua việc chúng ta trả lời các câu hỏi ở cuối bài. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò? Câu hỏi thứ hai là vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt? Và câu hỏi thứ ba là màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian?
Để trả lời các ba câu hỏi này thì các con chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài chúng ta mới luyện đọc để chúng ta trả lời các câu hỏi. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta lần lượt trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi 1. Tại sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò? Thì qua phần chúng ta vừa đọc bài thì các con thấy được là hoa phượng là một loài cây rất là gần gũi, quen thuộc với học trò. Phượng thường được trồng trên các sân trường, nở hoa vào mùa thi của học trò. Khi chúng ta nhìn thấy màu hoa phượng thì nó đã báo hiệu cho chúng ta là kỳ thi sắp tới và tiếp đó là những ngày nghỉ hè. Chính vì vậy mà hoa phượng gắn với kỷ niệm của rất nhiều học trò về mái trường. Cho nên tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò. Câu hỏi thứ hai là vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt? Các con đọc bài, các con thấy được rằng trong bài văn này thì tác giả đã miêu tả vẻ đẹp của hoa phượng. Và hoa phượng có cái vẻ đẹp rất là đặc biệt. Thứ nhất là hoa phượng có màu đỏ rực. Nó đẹp không phải là một đoá, không phải là một cành, mà ở đây nó đẹp là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời. Màu sắc của nó như cả ngàn những con bướm thắm đậu khít nhau. Thứ hai nữa là hoa phượng nó gợi cho chúng ta cái cảm giác vừa buồn buồn mà lại vừa vui. Khi thấy hoa phượng là chúng ta biết rằng là mùa thi sắp tới và năm học sắp kết thúc. Như vậy chúng ta sắp phải xa mái trường, sắp phải xa thầy cô, xa bạn bè. Đó là một cái điều gợi cho chúng ta một cảm giác buồn, man mác. Bên cạnh đó thì hoa phượng cũng gợi cho chúng ta một cái niềm vui. Đó là báo hiệu cho chúng ta một cái mùa nghỉ hè. Sau những cái ngày vất vả học tập thì chúng ta sắp sửa được nghỉ hơi và được vui chơi trong những ngày hè sắp tới. Vẻ đẹp của hoa phượng còn thể hiện ở chỗ là hoa phượng nở rất là nhanh, nở nhanh đến bất ngờ. Màu hoa phượng thì mạnh mẽ, làm cho thành phố rực lên như là đến Tết, nhà nhà dán câu đối đỏ. Đó là vẻ đẹp rất là đặc biệt của hoa phượng. Câu hỏi thứ ba, màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian? Các con chúng ta đọc ở đoạn thứ ba, chúng ta thấy được rằng là màu hoa phượng thay đổi theo thời gian. Lúc đầu thì màu hoa phượng là màu đỏ còn non. Khi có mưa thì hoa lại càng tươi dịu và dần dần số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần rồi hòa với mặt trời chói lọi, màu phượng rực lên. Thì đó là cái sự thay đổi của hoa phượng theo thời gian. Chúng ta thấy được là qua cái ngòi bút của tác giả thì chúng ta thấy hoa phượng một cái loài hoa rất là tuyệt vời, một cái loài hoa rất là đẹp, rất là rực rỡ. Và nó là một cái loài hoa mà nó gắn bó với lại tuổi thơ của mỗi con người. Nó gắn bó với tất cả chúng ta khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy thì sau khi đọc xong bài Hoa học trò thì các em có cảm nhận gì về bài văn? Thì đó chính là cái nội dung của bài tập đọc Hoa học trò. Sau khi chúng ta đọc xong rồi, chúng ta tìm hiểu, trả lời ba câu hỏi thì chúng ta đã rút ra được nội dung của bài văn. Đó là bài văn tác giả muốn cho chúng ta thấy được là hoa phượng là một loài hoa rất là gần gũi, rất là thân thiết với học trò. Và bài văn này giúp cho chúng ta hiểu vẻ đẹp lộng lẫy của hoa phượng.
một loài hoa gần gũi, thân thiết với học trò, đặc biệt là qua ngòi bút của tác giả Xuân Diệu, thì hoa phượng càng trở nên lộng lẫy và tinh tế. Các em hãy đọc bài văn thật nhiều lần để học hỏi cái nghệ thuật miêu tả của tác giả Xuân Diệu về hoa phượng, hoa học trò, chuẩn bị cho bài tập làm văn tả cây cối sau này của các con nhé. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta học bài tập đọc hoa học trò. Mong rằng các con chúng ta sẽ hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ học tập của mình. Các con chăm chỉ luyện đọc, đọc bài thật nhiều lần để các con có thể đọc trôi chảy, đọc diễn cảm và đọc đúng, đọc hay bài hoa học trò. Và các con cảm thụ được cái nội dung của bài văn muốn truyền tải đến cho chúng ta. Cuối cùng, chúc cho các con chúng ta sức khỏe và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.